Dạ Tiết kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ hôm nay đó thì Tiết quay trở lại nhà của em Thắng thuộc về xã Hòa Bình Thạnh. Nó nằm đây là thuộc về đồn số 1 quý ông bà cô chú, huyện Châu Thành, An Giang nha. Dạ thì hôm nay buổi giờ này là buổi chiều, Tiết quay trở lại đây đó là để thay mặt chị Liễu và chị Dung hỗ trợ thêm cái chi phí cho em Thắng đi tái khám với bà cô chú. Dạ thay mặt em Thắng em gửi lời cảm ơn chị Liễu và chị Dung rất là nhiều. Dạ em chúc hai chị thật nhiều sức khỏe nha, và có nhiều niềm vui và luôn luôn may mắn và thành công trong cuộc sống. Dạ cái đây thì Tiết vừa tới thì cũng gặp được ba của em Thắng đi bán vé số mới về. Thì anh thì đi xe đạp, đi chiếc xe đạp này là bán hình như là ở cái cánh ở dưới Long Xuyên với bà cô chú, là đạp xe đây dài dài xuống Long Xuyên để bán á. Dạ thì cũng giờ này Tiết qua buổi chiều mới gặp được ảnh, còn ảnh đi bán thì sáng thì đã đi rồi, còn chị thì làm gạch. Dạ thì bây giờ đó thì Tiết tới để mà trao tiền. Ờ, ba bé chiều nay không có đi học hả con? Dạ học mới gì á. Có thi không? Thi xong chưa? Thôi xong rồi, xong đó chị. Cái con thi xong rồi mới về. Không, thi xong rồi. Ba đứa. Có giấy dò đàng hoàng. Rồi mới đi bán gì không nói gì á. Mới vậy bán giấy số mới về. Là anh mới đi bán về tới đó hả? Mới về, mới tắm rửa, mới sắp tiền lại rồi nha, cô vô tới đó. Rồi một ngày đó là anh bán được khoảng bao nhiêu? Một nếu mà 300 vé là cái số đẹp là nó vượt lại còn có 200, lại có 285.000. Rồi mình đi ăn và ăn uống cái thứ ăn cái gì nước mắt dân về đưa ông bà bữa 200, bữa nào mình muốn chừa giấy số thì mình hụt 200. Mình chờ đây mình hy vọng đó, nói vậy đó. Dạ, mà mình bán là ngày nào nó cũng hết hay là có khi nào nó ngày nào cũng hết chứ. À ngày nào cũng hết thì anh đạp cái xe đó đúng không? Đúng xe đó. Rồi mình đi bán là tới đâu anh? Tôi bán dưới xuống sáng xuống tới khu cán bộ, khu bộ rồi qua bên Sao Mai, Sao Mai về chợ ông. Là Long Xuyên mình hả? Là Long Xuyên mình. Dạ, vậy là thuộc về Long Xuyên. Dạ. Thì ông má nói từ đây nè, tối thì thức 4:30 đạp đây từ xuống Long Xuyên luôn. 4:30 sáng hả? Dạ. 4:30 thức đây rồi đạp tới Long Xuyên dưới luôn á. Thẳng Long Xuyên bán luôn. Cái khu này mình bán không được sao mà đi không? Không, đi dưới bán không mà. Ở đây bán không có được. Đây xuống Long Xuyên là bao nhiêu cây số nữa nè? Đây chắc đâu mình làm không để tôi nói. Đây là mấy người xe ra đầu là nói từ đây ra tới ngoài nhà Châu Thành mình là 7 cây số. Dạ. Còn đây xuống tới dưới nó cũng không biết nhiêu cây, mình cái đó mình không biết nó thiệt. À đây ra chợ Chắc Đao là 7 cây số. Dạ. 7 mình độ với 8 15 đi. Dạ. Khoảng đó 15 cây. Dạ, vậy là anh phải đạp sáng đi chiều về. Sáng đi về, nói chung mình đạp một ngày không biết nhiêu cây số nó mà đạp hoài. Dạ. Rồi trời mưa rồi mình vẫn bán luôn ha. Trời mưa vẫn bán luôn. Rồi ngày hôm qua là mưa cũng khá lớn, rồi mình bán hết luôn không? Hết. Dạ. Rồi vậy đó anh, để em qua em nói chuyện với Thắng. Gán nói lắm. Gán cho cô hỏi ra đầu nói. Nay thấy sao rồi Thắng? Thấy còn đau đau anh ơi. Còn đau hả? Dạ. Chút mà lấy giấy số rồi để tiền cho bà lấy giấy số là 4:30 là chạy xuống dưới mình mất số siêu âm. Nè anh ngồi đây nè, mình siêu âm ở đâu à? Qua đây anh ngồi đi anh. Ở Châu Thành mình nè. À siêu âm Châu Thành tư hả? Mình siêu âm tư hả? Tư này giống như là mất nghe sĩ chứ. Giờ cô sao hôm qua nay là cấp chưa tỉnh, chưa tỉnh á. Bây giờ chưa có tới khám, bây giờ chưa có tới khám rồi bây giờ thôi mình giao này mình siêu âm cái đường có thể nào. Chắc không sao, là không sao, chắc không sao. Cho nó thể nào đó cô. Rồi coi cái sao rồi hả, tới khám hả, đi ra thành phố khám. Dạ. Rồi bộ cái vết thương nó còn chảy nước vàng không? Còn bữa nay nhưng rồi nhắn cho cô rồi thấy quay luôn đi. Cô dài dữ lắm. Tôi sợ con cái rồi. Được rồi cô. Tôi sợ cái vết thương cắt ra kiếm nó rồi. Bởi vì giờ nó mới kêu ra cô, Sài Gòn một lần nữa. Ổn rồi con, tại hồi nhỏ lúc nghèo khổ mà. Tôi bắt nhái bằng nhái rồi nên là mua gạo đó. Rồi sao là như cái quả tôi gì là nó này. Hồi đó mổ mấy chục triệu, mười mấy, 20 triệu đó. Mổ nghèo đó, tôi biết sao. Hồi đó chạy gạch trong mà hai chồng đẩy gạch trong đồng đẩy ra xịn lúng tới đây nè.
rồi phơi từ cục gạch rồi bắt đầu kéo dao vô đò cho người ta, rồi ổng nhịn đói với kêu ổng lủng rồi đó, cũng lủng rồi tử, cũng lủng rồi tử mổ rồi đó, rồi nhờ mấy người ta cứu trợ, rồi mấy người chủ lò gạch cũng cho cứu vô cho tiền ổng đi mổ nữa. Lúc trước không có bảo hiểm, hai chồng chạy gạch không à, không có bảo hiểm gì hết. Hồi xưa mình đâm nhái rồi cái mình thấy gì mình mới bỏ nghề. Bỏ nghề. Đó là những cái quả thôi. Chứ đâm con nó đâm con nhái thì nó xứng khu nó đâm nó không có nhảy, còn đâm cái bụng nó thì nó xuất ra. Lúc mà cưới vợ tôi bắt nhái mua gạo ăn mà. Bả vợ nhất kinh tọ tôi mà má tôi bả nói bả bày con là bả thương tôi nhất. Tại mặn quá mà giờ bả mắc rồi. Là hồi đó vì ổng nghèo quá nghèo rồi bắt á, tôi nói cô đêm đó là bắt được hôm 4 căn nhái, rồi là mua 4 lít gạo, hồi đó 1 lít gì là cũng thao gì à, phải nấu ăn, có khi thiếu thì nấu cháo. Nói hồi đó cảnh khổ cũng dữ lắm rồi, bây giờ cũng vậy nữa. Dạ. Vậy rồi bây giờ đó là mình dự định đó là bây giờ là trước mắt là siêu âm cho em Thắng. Dạ. Siêu âm cho tính đi siêu âm tư rồi bắt đầu dự định là miễn mà nó ấy nữa thì bác sĩ dặn ra ngoài thành phố 115 đó mình chở ra ngoài mình ấy ống gì đó. Nội soi lại là chắc ăn, bác sĩ nói vậy đó, nội soi lại là mất cái ăn, miễn nội soi lại mà nó chắc ăn thì không sao, miễn lần nữa thì phải chịu mổ nha. Chịu mổ một lần là để ruột. Đó, bởi vì sợ cái đó là tại vì Thắng này nó đau quá nhiều chứng bệnh rồi. Nó cô coi trong cái to là lớp nào bị thặng nữa. Thặng rồi bị lũng trà lũng rồi tràn. Rồi bị nhiễm đường ruột. Nó là 3-4 tên nó nhồi vô. Rồi bây giờ là mình đợi chi phí để tiền rồi để tặng mấy cô giúp cũng mang ơn. Tại giờ trước tôi đi qua bên cô, tôi cũng trình giá chủ quyền mà giờ không được. Cũng ngồi suy nghĩ biết sao. Tôi nhớ là bây giờ lúc mà tôi khổ chắc thể ở trên không bỏ tôi đâu, đó tôi cứu được hai đứa nít. Mà người mò mà không được. Mà tôi qua sao có cái gì? Không lời chú không mò bợ hai đứa lên trên thai mò y y mà không ai được chân. Dạ. Còn thử cô ấy nghe nói cô không lại nè. Cô cũng mang ơn cô lắm. Cũng nhờ giúp mớ cũng mang ơn, không biết chừng nào trả ơn mấy cô mấy chú được. Cho con nó hết bệnh. Nó hết bệnh thì cho nó mặn được. Thì bây giờ cũng cố gắng để cô có ai giúp thêm nữa thì mình bởi vì gắng cố gắng lo cho nó chứ giờ chuyển, bỏ đâu chuyển em lên chẩn mình tái khám đi coi nó làm sao. Dạ bởi vì giờ đợi tiếp giúp mớ tiền mấy cô cũng mang ơn thì hôm nay kiếm thế nào cũng trả ơn mấy cô lại, mang ơn dữ lắm. Không cái này là hai chị này bên Mỹ á chứ không có ở đây. Dạ thì chỉ xem thì được cái cô đó cũng dùng mang ơn hai cô. Dạ rồi bây giờ cũng chị Liễu và chị Dung. Dạ. Cái chị ngày hôm qua đó hỗ trợ cho mình đó thì hai chị đó là hỗ trợ thêm đó là 200 đô. Dạ. Thì số tiền tương đương đó là 200 đô là 5.060.000. Dạ. 200 đô là 5.060.000 nha cô. Dạ, dạ. Nè cô nhận giùm con. Dạ. 1.200.000, 2.300.000, 4.560.000. Cũng mang ơn cô nói giùm cô Tám thôi vậy, cũng mang ơn mấy cô đó giúp được con nên được mặn hết bệnh hết quặn, tôi cũng mang ơn dữ lắm. Cái số của cô tôi không xóa, tôi để gặp mấy người nào mà có khả năng mà nghèo khổ mà bệnh cái gì đó tôi điện. Cũng cảm ơn mấy chú mấy cô đó rồi. Cũng như khi nào mà em có cái phí để mình đến mình quay cái hộ đó, mà bỏ một hộ mình quay là mình phải trao tiền và trao quà. Nhưng mà lúc mà anh qua đó là ngay cái lúc em hết cái phí luôn, em phải đợi mạnh thường quân giúp cái phí mình mới đi quay nữa được. Thì xe qua xe lại thì sao mà chị mạnh chị này chỉ liên lạc với em chị còn đúng không? Chị nói là bây giờ hiện tại là có hộ nào mà bệnh mà cần tiền để uống thuốc. Sao mà ngay cái lúc mà em Thắng là được cái chị này liên lạc mà cô điện gọi cái trong bụng nó mừng quá mừng. Được cái gì rồi giúp cho tôi cũng mang ơn dữ lắm. Cho con nó hết bệnh. Nặng lo cho nó hết bệnh nặng nó màng. Yeah.
Dạ vậy đi hắn cô, dạ, thì cô cũng rồi cố gắng đi, dạ, rồi khi nào mà mình, dạ, có đủ cái số tiền, dạ, để mình lên Sài Gòn đó thì cho em nghe. Dạ. Dạ. Em gửi chị nhờ cô giúp từ từ, phóng bót từ từ đó, cho đủ số tiền để mà đi lên trển. Dạ thì đó, trước mắt thì mình được, dạ, là cái này, dạ, mới có 5 triệu, 5 triệu 60 ngàn. Dạ. Rồi Thắng gửi lời gì đến chị Liễu, chị Dung đó Thắng. Chị Liễu, chị Dung mang ơn đi con. Chào em gửi lời cảm ơn nha chị. Trả ơn mấy cô đồ cũng mừng. Nói đi, nói 1 tiếng 2 tiếng. Nói thí đi. Mang ơn cô lắm rồi. Hàng tiếng. Nói là khó khăn, hơi mệt. Để nè chị Hồng chứ hỏi sao mà khổ không sao mà nói chuyện không gần tiếng, tắt tiếng luôn bây giờ. Sao mà hồi ấy ống tới giờ, về tới giờ đâu. Đó, đút ống hả? Đút ống không hả? Tôi nói cô á là người kia là thở hơi, còn nó là đút ống thọc vô là thở máy không? À thở bằng máy. Thở bằng máy đó. Tôi nói cô là tôi khóc không, tôi ngồi đây thở bằng máy không? Vậy đó. Là cứu là bác sĩ này nè, nên tôi cố gắng, tôi cố gắng giúp cho con cô. Là cái bệnh này là dữ lắm. Mổ người ta ra còn nó nằm, tôi không biết, tôi biết tôi khóc với cô. Rồi tôi nói đây đi thôi, mở cửa tôi chạy vô tôi thấy mặt một cái không được nữa. 3-4 ngày trời rồi không có thấy mặt cái mày chứ. Dạ. Mà lúc đó em Thắng hôn mê hay đâu biết gì hả? Không có biết cái gì hết trơn, bác sĩ giả gì, bác sĩ nó chưa có tỉnh gì xanh. Là bác sĩ nói là cũng như là 10 phần là còn có 3 đó cô. Rồi cô cố gắng kiềm chế đi, bình tĩnh, giữ bình tĩnh lại đi. Đó rồi tôi cũng nói thôi chú bác sĩ gắng giúp con không giùm. Tới đâu thì hay tới đó tôi cũng gắng xin tiền bạc cũng giúp cho con, cho nó hết bệnh, cho nó qua. Con bữa đó tôi tính 7 giờ sáng, tôi nghĩ bao nhiêu số 7 giờ sáng. Mới đốt xe đi, nói chừng chắc chị có điện nó không cho nó móng. Bác sĩ cự quá, kêu vợ ký tên. Rồi nó không cho nó móng, nó đợi em nó qua rồi nói chuyện với tiếng nói. Rồi nó hẹn nó chối nữa. Vậy là cách 8 giờ mấy tôi đốn xe đi một đêm luôn. Ông này cũng cắt tóc là tiền bạc là thiếu dữ lắm cô ơi. Rồi bắt đầu ông con gầy hỏi không, rồi ông này mới đâm xả kêu nói thôi giờ chú gắng giúp giùm đi lên cho cái 10 mấy triệu này nặng cho trừ, chứ giờ trong mình không còn đồng bạc. Tôi nói cô thảm thương, 2 bà cháu mà không dám mua hộp cơm chúng xin ăn. Xin ăn rồi thấy cơm mắc, mấy bà mua mắc quá cái thôi thấy mua 10 ngàn còn muối tiêu đó. Mẹ bà cháu húp chan nước ăn rồi cho qua ngày đó. Rồi lúc nào nuôi bệnh rồi đó mà ăn sao chịu nổi. Đó, rồi có mấy người ở gần nó thấy vậy mua cho ăn, cho 2 bà cháu ăn. Dạ. Dạ. Nhưng mình lo đóng tiền viện phí không? Lo đóng tiền viện phí không còn, ăn. Không còn mua đồ ăn luôn. Dạ. Yeah. Rồi thấy vậy cái chị ở bên cũng vậy, nó thấy 2 bà cháu mà tôi thương quá. Bà đó cho 100, 200 rồi bà kêu mua cơm đồ có cho. Rồi có khi trưa người ta ngồi ăn có thấy bà cháu tội nghiệp mua trái cây đồ cho ăn. Dạ. Không gì nữa mới trả đi. Đi gần ấy rồi thôi để em về để mà mình dạ, chuẩn bị rồi cho em Thắng đi sửa hầm. Dạ thì một lần nữa thôi em lần nữa thì gán giúp được dạ, cô dạ, ơn cô lắm chứ dạ, mấy dạ, chú mấy gì không biết chừng nào trả ơn được quá nha. Rồi giúp đỡ được con đỡ hết bệnh rồi tôi mang ơn mấy cô cộng đồng quân với mấy cô giúp tiền cho con đó. Dạ thì một lần nữa em cảm ơn chị Liễu, chị Dung rất là nhiều. Dạ, cảm ơn mấy chị đó dạ, là nhiều nhất là giúp cho dạ, con được cái phước quá rồi. Dạ. Mừng quá mừng rồi. Dạ. Em chúc chị thật nhiều sức khỏe. Dạ. Gắng giúp nữa lần nữa đã mà đi cho nó đi lên trên thành phố một cái nữa. Dạ. Rồi mấy hết lo. Dạ. Dạ cuối clip về cho Tiết gửi lời dạ, chúc sức khỏe đến quý bà cô chú dạ, anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ và yêu mến kênh của Tiết. Dạ Tiết xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau. Bye bye.